Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mắt Hôm. Và nhân dịp năm mới ngày hôm nay thì An cũng xin dành một cái lời chúc cho quý vị, đó chính là năm mới Nhâm Dần, công việc như ý, giàu sang phú quý. Và Mắt Hôm, toàn thể đội ngũ Mắt Hôm sẽ xin kính chúc quý vị một mùa Tết thật là an vui bên cạnh gia đình của mình quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà do Mắt Hôm trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà 2 tầng tân cổ điển mái Thái với chủ đầu tư là gia đình anh Trương Quang Hùng ở Lâm Đồng. Và trước khi mà giới thiệu về căn nhà của Mắt Hôm thì xin cho An dành ít phút để nói qua về kênh YouTube của Mắt Hôm cũng như nhà đẹp Mắt Hôm ha. Với quý vị nào mà đã là fan của Mắt Hôm và theo dõi rất là nhiều video của chúng tôi rồi thì chắc chắn cũng không xa lạ gì với hai kênh YouTube này của chúng tôi. Đó là sau quá trình rất là dài thì kênh YouTube Mắt Hôm thì cũng đã gần 80.000 lượt đăng ký và kênh nhà đẹp Mắt Hôm thì đã hơn 1 triệu lượt đăng ký ha. Và ngoài ra thì chúng tôi cả đăng tải liên tục những mẫu nhà mới nè, rồi những công trình thi công thực tế cũng như là những video liên quan đến phong thủy rất được quý vị yêu thích trong thời gian gần đây. Và sau khi mà chúng ta quan sát Mắt Hôm rồi, xem rất là nhiều những mẫu nhà đẹp rồi thì An chắc chắn là sẽ có một nơi mà quý vị cũng muốn ghé thăm qua, đó chính là kênh YouTube Smart Home Nội thất trọn gói. Thì kênh này thì chúng tôi sẽ tập trung, nếu như Mắt Hôm thì sẽ tập trung giới thiệu về nhà thì Smart Home sẽ tập trung về nội thất. Tức là sau khi chúng ta xây dựng ngôi nhà xong từ phía bên ngoài thì chắc chắn nội thất là một phần không thể bao giờ thiếu được. Cho nên là quý vị đã yêu thương Mắt Hôm, để theo dõi, để đăng ký kênh Mắt Hôm thì đừng bỏ qua kênh Smart Home quý vị nhé. Hãy theo dõi song song cả hai kênh và biết đâu mình có thể chọn được một mẫu nhà đẹp và một mẫu nội thất đẹp cho gia đình của mình. Và một vấn đề mà em cứ luôn nhắc đi nhắc lại hoài trong tất cả video của An, đó chính là về chương trình khuyến mãi. Thì An biết là với nhiều quý vị thì đã nắm rồi, nhưng mà An sợ là có những quý vị lần đầu tiên á mới xem video của Mắt Hôm sẽ không nắm được, cho nên em phải nói lại. Đó là chúng tôi có chạy những chương trình như là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng, hay nhận ngay một xe SH125i đời 2021 cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mắt Hôm. Và với rất là nhiều phần quà hấp dẫn như vậy đang chờ đón thì hy vọng rằng là quý vị sau khi bàn bạc với gia đình mình rồi có thể là quyết định sẽ ký kết hợp đồng thi công với Mắt Hôm trong thời gian sớm nhất nhé. Mắt Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta về thăm Lâm Đồng và ghé đến căn nhà của anh Trương Quang Hùng. Và với căn nhà của anh Hùng ở đây thì đầu tiên ấn tượng của An đó chính là về phần mái của ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi sử dụng là mái Thái. Và trong tất cả các loại mái anh đã từng giới thiệu quý vị ha, mái Thái, mái Nhật, mái Manso, mái Bằng, mái Lệch, thì mái Thái sẽ là loại mái nó có sự đặc trưng là nó sẽ cực kỳ là cao và nó mang đến cái sự nổi bật và thu hút rất nhiều cho ngôi nhà của quý vị. Em không cần biết ngôi nhà quý vị là nhà vườn một tầng hay nhà cao tầng, là nhà phố hay là nhà ở nông thôn, nhưng quý vị chỉ cần lựa chọn mái Thái thôi thì chắc chắn ngôi nhà quý vị sẽ vô cùng nổi bật ở trong khu vực. Nhìn từ phía trên cao hay nhìn từ xa, một ngôi nhà mái Thái nó sẽ nổi hơn hẳn so với những loại ngôi nhà khác. Và mái Thái bên cạnh về thẩm mỹ, về cái việc mà nổi bật như vậy thì về công năng nó cũng rất là tốt. Nó là một trong những loại mái nó chống nóng và chống giọt nước mưa tốt nhất. Bởi vì nếu mà so sánh với mái Bằng chẳng hạn thì mái Bằng nó sẽ không bao giờ chống nước mưa và chống nóng tốt bằng mái Thái được. Bởi vì mái Thái có độ dốc rất là cao. Và khi mà du nhập về Việt Nam của chúng ta với một đất nước mà chỉ để ẩm gió mùa như thế này, cũng tương tự với thời tiết của Thái Lan, thì quý vị biết là loại mái này sẽ cực kỳ phù hợp. Và cuối cùng liên quan đến phong thủy thì mái Thái sẽ giúp luân chuyển vượng khí cho gia đình và sẽ tránh cái hiện tượng tích tụ hung khí ha. Cái điều này em thấy rất là tốt luôn ạ.
Và tiếp theo về ngôi nhà của anh Hùng, một điều muốn nói đến đó chính là phong cách tân cổ điển và kết hợp theo nhà ống. Với những ngôi nhà ống đó quý vị, thì nếu mà chúng ta ở những cái vùng thành thị á, thì chúng ta sẽ không có quá xa lạ với những mô hình nhà ống như thế này. Bởi vì nếu mà chúng ta ở những vùng tỉnh, chúng ta có diện tích đất rất là rộng luôn, thì đương nhiên chúng ta sẽ ưa chuộng một cái ngôi nhà nó rất là rộng về bề ngang ha, và sẽ thoải mái để chúng ta sinh hoạt hơn. Nhưng đặt trường hợp quý vị chúng ta ở thành thị, chúng ta sẽ không có diện tích đất quá rộng về bề ngang, vậy thì chúng ta bắt buộc phải xây những căn nhà ống như là nhà anh Hùng ở đây. Tức là sao? Tức là nó sẽ, cái hình dạng của nó sẽ là như là hình chữ nhật của quý vị. Nó sẽ có một cái bề rộng nó khiêm tốn một chút xíu và cái ngôi nhà sẽ dài hơn phía sau. Và nhà ống như thế này thì thông thường nha, chúng ta sẽ bắt gặp phong cách hiện đại nhiều hơn. Bởi vì nhà ống sẽ tập trung các vùng đô thị, mà đô thị thì người dân đa phần sẽ thích phong cách hiện đại. Còn ở đây với nhà anh Hùng thì chúng tôi lại sử dụng phong cách tân cổ điển, cho nên nó mang một cái vẻ mới mẻ hơn. Giữa rất nhiều ngôi nhà ống nhưng mà tự nhiên có một ngôi nhà phong cách tân cổ thì quý vị thấy nó sẽ nổi bật hơn hẳn ngay. Với phong cách tân cổ điển này thì sẽ hiện ở những chi tiết nào? Đầu tiên đó là ở thức cột. Quý vị thấy tuy là ở phía ngay mặt tiền ở bên dưới á, thì chúng tôi sẽ không có sử dụng hai cái cột hiên như thông thường. Thông thường thì ở phía trước nhà lúc nào cũng sẽ có hai cái cột hiên hết. Đó là đặc trưng của những căn nhà của Mắc Hôn luôn. Tuy nhiên với diện tích đất của nhà anh Hùng ở đây và đặc trưng nhà ống nữa, thì chúng tôi sẽ lược bớt đi hai cái cột hiên đó. Và thay vào đó chúng tôi sẽ làm những cái cột hiên nhỏ hơn ở phía bên trên, ở ngay khu vực ban công này, quý vị thấy không ạ? Và mục đích của nó là để trang trí là chủ yếu ha. Và bốn cây cột này thì chúng tôi đều sử dụng thức cột Doric với phong cách tân cổ điển rất là quý phái và sang trọng. Tiếp theo thì phong cách tân cổ điển sẽ được thể hiện rất rõ là phần mái ở trên chúng tôi chỉ mái vòm mà có cái đường cong rất là duyên dáng. Và kiến trúc vòm như thế này là một cái đặc trưng vô cùng rõ nét và giúp chúng ta phân biệt được giữa một nhà tân cổ điển và hiện đại. Bởi vì tuy là nhà hiện đại đôi khi nha, lâu lâu cũng xuất hiện một số căn nhà có đường cong, nhưng mà An đã nói rồi là đường cong của nhà hiện đại nó vẫn rất là khác và nhìn nó có cá tính rất là khác so với một cái đường cong của nhà tân cổ điển như thế này. Cái đường cong của nhà tân cổ điển nó có gì đó, nó nhìn vào chúng ta cảm giác gợi đến cái phong cách cổ điển xa xưa hơn, cho nên là với nhà anh Hùng ở đây thì cái đường cong này nó đã giúp thể hiện được cái điều đó. Ngoài ra thì ở ngay phần lan can sắt ở đây thì chúng tôi cũng có những cái đường cong uốn lượn nè, quý vị thấy không ạ? Rất khá là cầu kỳ. Và đây cũng là đặc trưng của nhà tân cổ luôn. Bởi vì nhà hiện đại thì An rất là ít gặp. An có thể khẳng định luôn là rất ít những nhà hiện đại mà lại sử dụng những cái lan can sắt mà lại có những cái đường uốn lượn như thế này. Đa phần họ sẽ ưa chuộng là có thể là lan can sắt thì cũng chỉ là những cái đường song song nhau mà thôi, hoặc là làm lan can sắt hoàn toàn là làm lan can hoàn toàn bằng kính cường lực luôn, thì nó mang đến cái vẻ hiện đại hơn. Cho nên là lan can sắt mà được uốn lượn thiết kế tỉ mỉ như nhà anh Hùng ở đây là một phong cách tân cổ điển. Tiếp theo với ngôi nhà ống của anh Hùng thì một đặc trưng An thấy cũng khá là thú vị, đó chính là màu sắc. Chúng ta sử dụng ở đây là tông màu nâu cà phê rất là rõ nét. Cái tông màu nâu này sẽ được xuất hiện ở một số vị trí thôi, không phải là sơn toàn thể ngôi nhà đều màu nâu ha. Ngôi nhà thì đa phần 70% vẫn là tông màu trắng. Tuy nhiên cái gam màu nâu được điểm xuyến ở phía trên, của tầng 1 hay là ngay ở sát với cái nóc của chúng ta, thì tự nhiên cảm giác là ngôi nhà sẽ có sự ấn tượng hơn. Và tông màu nâu đi kèm với màu ghi và màu xanh dương là ba cái tông màu đang rất là được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại. Em có thể gọi là một ba tông màu thời thượng đó quý vị, để chúng ta sử dụng cho căn nhà. Màu trắng thì không nói ha, màu trắng thì trường tồn từ đó đến nay lúc nào cũng được thích rồi. Tuy nhiên ba cái gam màu này thì hiện tại sẽ được ưa chuộng hơn. Lúc trước thì chúng ta hay thấy những cái nhà ngói đỏ chẳng hạn, những cái tông màu nó chói hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ với cái xu hướng hiện đại ngày nay thì gia chủ họ lại chuộng những cái màu có thể là nhìn vào nó không có nổi bật hẳn, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy đẹp. Thì đó là cái tiêu chí ha. Tiếp theo thì nói một chút xíu về vật liệu. Thì quý vị nhìn giúp An là ở phía trước chúng tôi sẽ sử dụng mặt tiền này, chúng tôi sẽ ốp hai bên là ốp đá granite. Ở đây là màu ghi nhạc nè, quý vị thấy không? Vân mây rất là đẹp. Và đá granite khi chúng ta sử dụng phần mặt tiền như thế này, nó giúp trang trí và giúp cho chúng ta chống được, bảo vệ cái phần tường sơn ở bên trong. Cũng như là chúng ta, đá granite thì quý vị biết rồi ha, rất là dễ lau chùi và chống thấm nước cực kỳ tốt, chống nứt nẻ tốt nữa. Cho nên khi chúng ta ốp ngoài mặt tiền thì chúng ta không lo sợ nó bị nứt gãy. Và một tiếp theo, một chi tiết nho nhỏ thôi, em muốn nói của nhà anh Hùng
đó chính là phần tam cấp phía trước thì chúng tôi sử dụng ở đây là năm bậc ha. Và năm bậc sẽ tượng trưng cho ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Còn nếu chúng ta xét theo sinh lão bệnh tử thì năm bậc sẽ tương ứng với cung sinh. Trong sinh lão bệnh tử thì rất là tốt về mặt phong thủy luôn. Vật liệu thì chúng tôi vẫn sử dụng là đá granite và cổ màu trắng nè, mặt thì màu đen. Và nó sẽ mang đến cảm giác rất là chắc chân khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực tam cấp như thế này. Cửa chính thì chúng ta sử dụng ở đây là gỗ căm xe. Cửa chính gỗ căm xe là một loại cửa rất được ưa chuộng của những gia đình của miền Nam của chúng ta. Gỗ căm xe là loại gỗ thuộc nhóm 2 trong 7 phân loại gỗ Việt Nam. Và nó cũng có đầy đủ những cái đặc tính rất là tốt, như là nó chống cong vênh, co ngót vô cùng tốt, không bị biến dạng do thời tiết, cũng như là chống mối mọt khá tốt. Đương nhiên nếu mà chúng ta so sánh với những loại gỗ thuộc nhóm 1 như đinh liêm, sến tấu thì gỗ căm xe nó không bạc. Nhưng An cũng phải khẳng định luôn, tuy là về giá trị hay là sự sang trọng nó không bằng, nhưng mà độ bền thì nó cũng không hề thua kém. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn gỗ căm xe cho cửa chính của ngôi nhà mình. Đó là về tất tần tật những gì em muốn nói về căn nhà ở phía bên ngoài của nhà anh Hùng ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong bằng cách sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và cả hồ sơ điện nước của nhà anh Hùng để xem ngôi nhà được thiết kế như thế nào. Đầu tiên, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì công trình ở đây là nhà ở gia đình, chủ đầu tư anh Trương Quang Hùng, địa điểm Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng. Ở bên dưới người thực hiện anh Nguyễn Văn Nghiêu, kiểm duyệt anh Trình Văn Dương và người phê duyệt không ai khác chính là tổng giám đốc công ty Mắc Hôn là anh Lê Duy Tuấn. Tiếp theo chúng ta đọc đến một lục bản vẽ kiến trúc thì ở đây chúng tôi sẽ có tổng cộng là 37 trang. Và mỗi trang đều có thông tin tên bản vẽ, ký hiệu, số thứ tự cạnh bên thì quý vị có thể tra cứu cho ngôi nhà của mình. An khuyên thật sự chúng ta không nên bỏ qua cái trang này. Lúc nào quý vị nhận được cái hồ sơ này trên tay thì chúng ta cũng phải đọc kỹ cái trang này để ta biết là ngôi nhà chúng ta sẽ có bao nhiêu thành phần. Rồi chúng ta tra cứu từng thành phần thì ở trang nào hay nào thì nó dễ hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt bằng tổng thể của nhà anh Hùng. Với mặt bằng tổng thể ở đây thì quý vị thấy nè, đúng như An nói ngay từ đầu ha, tại sao ngôi nhà thiết kế nhà ống, bởi vì ngay từ cái khu đất của nhà anh Hùng thôi, quý vị thấy là căng theo những cái đường chấm gạch chấm nè, thì đây là khu đất ha, thì nó cũng là hình chữ nhật. Thì đã khu đất hình chữ nhật thì chắc chắn ngôi nhà cũng phải là hình chữ nhật thôi, cho nên là thiết kế nhà ống là vô cùng phù hợp. Và từ phía mặt tiền ngôi nhà mà chúng ta đi ra tới phần đường đi phía trước ở đây là 15m. Còn từ phía đường đi mà chúng ta đi đến cuối khu đất luôn là rơi vào tầm khoảng 45m. Ngoài ra chúng ta cũng phải xác định giúp An là về cái hướng nhà. Thì quý vị thấy so sánh cái hoa tiêu có chữ B góc trái ở bên đây nè, nhỏ nhỏ thôi, và so sánh với cái mặt tiền của ngôi nhà thì chúng ta sẽ thấy được ngôi nhà là gần như là nằm ở hướng Bắc ha. Mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì nó sẽ hơi lệch qua bên hướng Tây một chút xíu, nhưng mà thật sự thì cũng có thể kết luận nó là hướng Bắc cũng được. Tiếp theo thì ta sẽ quan sát đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà anh Hùng. Căn nhà này 2 tầng thì em sẽ đọc hai cái bản vẽ khác nhau. Đầu tiên với mặt bằng nội thất tầng 1 thì ta xác định được kích thước giúp em. Em nói rồi, cứ mở mặt bằng nội thất lên là ta phải nhìn ngay kích thước của nhà dài rộng như thế nào. Bởi vì đây là cái yếu tố cơ bản trước khi mà chúng ta nhận ngôi nhà hoặc trước khi mà chúng ta lên phương án thiết kế thì cũng phải biết được ngôi nhà quý vị muốn là dài rộng như thế nào. Thì nó phù hợp với gia đình của quý vị hay không, đúng không? Cho nên là chúng ta phải luôn quan tâm về kích thước này. Với chiều dài ngôi nhà ở đây là 20,8m, chiều rộng là 4,8m, còn diện tích sử dụng của cả hai tầng ăn cộng lại được là rơi vào tầm khoảng 200m2. Bây giờ xét về công năng đi quý vị, thì từ phía trước mặt tiền ta bước vào, bắt gặp ngay khu vực phòng khách nè. Tuốt phía sau sẽ là khu vực phòng bếp ăn. Ở giữa sẽ có một phòng ngủ nè, có nhà vệ sinh khép kín bên trong và có một cái nhà vệ sinh chung ở đây nữa. Và tổng thể cái mặt bằng ở này thì quý vị thấy là cũng bố trí khá đầy đủ về công năng cho quý vị rồi. Về hướng tiếp cận thì ngôi nhà sẽ có hai lối, là một lối từ phòng khách đi vào và một lối cửa hậu đi ra phía sau. Thật sự nha quý vị, tuy là nó không có cái cửa ra mặt bên nhưng đây đã là một cái ngôi nhà mà em thấy thiết kế rất là thoáng rồi đó. Bởi vì có rất nhiều nhà ống mà em đã từng đi thực tế á, thì thậm chí nó không có cái cửa sau phía sau đâu. Nó chỉ có một cái lối cửa đi vào thôi. Thì lúc đó cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì nhà ống mà nó không phải là diện tích quá rộng rãi thì lúc đó nó sẽ hơi bị ngột ngạt một chút xíu. Cho nên với nhà anh Hùng ở đây đã có hai lối thế này là vô cùng tốt luôn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên tầng 2 của ngôi nhà và quan sát. Bước lên cầu thang 25 bậc tương ứng công thức 4N+1 theo phong thủy. Thì phía trước chúng ta sẽ có phòng thờ,
và kết hợp thêm là phòng sinh hoạt chung luôn. Có một cái ban công nho nhỏ phía trước. Phía sau sẽ có hai phòng ngủ nè. Trong đó cái phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 3 là phòng ngủ rộng nhất và có một cái nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài ở đây. Đó là về công năng của nhà anh Hùng quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đến mặt đứng của ngôi nhà. Ở đây anh chọn là mặt đứng trục BA. Với mặt đứng trục BA của nhà anh Hùng thì quý vị quan sát nè. Từ cost 00 lên đến phần sàn mái trên này là 7,5m. Từ cost 00 sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m. Sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại từ cost 00 xuống ngược lại sân là 75cm. Và từ chia cho 5 bậc tam cấp thì mỗi bậc sẽ là 15cm. Đây là cái thông số chuẩn của tam cấp rồi nhé. Bởi vì tam cấp thông số chuẩn cho bước chân ở Việt Nam là từ 15 cho đến 18, thì ở đây thiết kế 15 là vô cùng phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng tôi ở đây có 5 cái ô này tương ứng với các loại gạch cũng như là về vật liệu của ngôi nhà. Ví dụ là bậc ốp đá granite nè, tường ốp đá granite nè, ốp đá bóc nè, tường sơn mắc hôm nè. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là kỹ ha, quý vị có thể quan sát trong này. Và ngoài ra trên hình ảnh thì chúng tôi ký hiệu luôn là lan can hoa sắt hay là tường kẻ chỉ lõm 30x15. Đó, rất là kỹ lưỡng ở trên bản vẽ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đến một bản vẽ luôn nói là khó hiểu nhất, chính là mặt cắt của ngôi nhà. Anh chọn là mặt cắt 1-1. Đây là hướng nhìn từ mặt bên của ngôi nhà nhìn qua. Với mặt cắt 1-1 thì quý vị thấy nè, sàn mái nè, sàn ở bên dưới tầng 2 chúng tôi đều đổ bê tông cốt thép hết. Cho nên là cái màu quý vị thấy được tô đậm này ha. Chúng ta thấy được những cái dầm, những cái cột ở trong ngôi nhà. Liên quan đến dầm thì em cũng đã từng có một video trên kênh Mắt Home liên quan đến dầm. Quý vị nếu chúng ta có những thắc mắc, chúng ta muốn tìm hiểu về dầm cũng có thể theo dõi video đó của Nhật An nhé. Và ở trên mái thì chúng ta cũng đã chừa một cái khoảng cũng khá là rộng để mà quý vị có thể sinh hoạt ở đây. Chúng ta có thể là làm nhà kho hay như thế nào đó. Còn ở bên dưới thì quý vị thấy quan sát nè, sẽ có rất là nhiều lối cửa trong nhà ha. Nhà anh Hùng rất nhiều cửa luôn. Có cửa cao 2m7, có cửa cao 2m2. Có những cửa sổ thì cao 1m8. Ngoài ra thì ở phía ban công thì chúng tôi đều thiết kế âm sàn xuống một chút xíu. Ở đây nó rất là nhỏ thì chúng ta không nhìn rõ được, nhưng mà nhờ thiết kế âm như vậy thì nó sẽ tránh được hiện tượng nước tràn ngược vào bên trong. Bây giờ với ngôi nhà này thì em sẽ review thêm, đó chính là mặt bằng lát sàn và mặt bằng trần. Với mặt bằng lát sàn thì em sẽ đọc là mặt bằng lát sàn tầng 1 nhé. Thì dựa vào mặt bằng lát sàn tầng 1, quý vị thấy là khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp ăn chúng tôi được ký hiệu số 1. Thì ở đây sẽ là gạch granite phân mi, màu theo chỉ định kích thước 800x800. Cái màu theo chỉ định này là như thế nào? Đó chính là gia chủ có quyền lựa chọn. Tức là không phải chúng tôi sẽ ép buộc quý vị là ngôi nhà ở bên trong này phải sử dụng gạch này, phải sử dụng sơn kia, mà quý vị có thể lựa chọn và tham khảo với kiến trúc sư. Và thông thường thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên giới thiệu quý vị và tư vấn chúng ta nên lựa chọn những cái loại gạch màu sáng sủa cho ngôi nhà của mình. Ví dụ là màu trắng nè, hay là màu vàng nhạt, màu ghi nhạt chẳng hạn, thì nó sẽ giúp ngôi nhà chúng ta rộng rãi hơn, cơi nới không gian hơn. Đó là về những cái gian phòng chính. Tiếp theo những gian phòng phụ, ví dụ nhà vệ sinh, chúng tôi ký hiệu số 2 ở đây chính là gạch granite chống trơn, màu theo chỉ định kích thước 300x300. Đương nhiên nhà vệ sinh là một cái nơi rất là trơn trượt, cho nên chúng ta phải ưu tiên những cái loại gạch nào có tính năng chống trơn để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là nhà nếu chúng ta có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Về phía mặt tiền hay là phía sau của ngôi nhà, chúng tôi ký hiệu ở số 3. Đây là ốp đá granite phân mây, màu theo chỉ định. Và theo như là cái bản vẽ 3D hôm nãy chúng ta đã quan sát thì sẽ thấy được là ở phía ngoài này chúng ta sẽ ưu tiên là những cái màu tối. Vì sao ở bên ngoài lại là màu tối mà bên trong lại là màu sáng? Bởi vì bên ngoài nhà là cái nơi mà chúng ta cứ đi ra đi vào, bước chân chúng ta bám bụi rồi mưa gió thế này thế kia. Nếu mà chúng ta lựa chọn gạch màu sáng á thì nó sẽ rất dễ bám bẩn và thấy rất là rõ. Cho nên thay vì vậy chúng ta lựa chọn gạch màu tối thì nó sẽ ổn hơn. Đó là về mặt bằng lát sàn của nhà anh Hùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng trần. Với mặt bằng trần thì em sẽ đọc tầng 2 ha. Với tầng 2 thì quý vị thấy là khu vực phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ thì chúng tôi ký hiệu là số 1. Ở đây là trần thạch cao khung xương chìm, cao sát đáy dầm, bả matit lăng sơn hay nước màu trắng. Tức là cái chiều cao nó sẽ sát với đáy dầm. Còn những khu vực rìa của phòng sinh hoạt chung, phòng thờ nè, hay là ngay hành lang, chúng tôi ký hiệu số 2 là trần thạch cao khung xương chìm thấp 0,15m so với đáy dầm, bả matit lăng sơn hay nước màu trắng. Nhờ cái thiết kế này thì cái không gian ở bên trong nó sẽ được lõm vào bên trong một chút xíu. Với khu vực nhà vệ sinh, chúng ta ký hiệu số 3 là trần ốp thạch cao khung xương chìm cao 2,7m.
Và ngoài ra thì phía ban công phía tuốt ở bên ngoài của quý vị, chúng ta có hiệu số 4 là trần sơn trát vữa. Và dựa vào đây chúng ta cũng thấy được là những cái dãy đèn downlight D90 sẽ được chạy dọc theo ngôi nhà, mang đến ánh sáng rất là hiền hòa và dễ chịu cho ngôi nhà của anh Hùng. Và trước khi kết thúc bài review ngày hôm nay thì Nhật An sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Hùng. Ngày hôm nay em sẽ đo chọn là mặt bằng cấp nước của tầng 1. Và đúng như tên gọi của nó thì chúng ta dựa vào bài cấp nước, chúng ta sẽ biết được những cái đường nước nó đi vào ngôi nhà ở tầng 1 như thế nào. Đầu tiên quý vị thấy nè, có đường cấp nước khu vực CD25 nè, sẽ chạy từ phía bên ngoài ha. Chúng ta sẽ đổ vào bên trong cái nguồn nước bên trong ngôi nhà của chúng ta. Ở đây là ngay cái nhà vệ sinh của tầng 1 này, ngay phòng ngủ. Ngoài ra thì quý vị thấy những cái đường nối liền á, mà nó chạy dọc theo những cái đường ống ở bên trong tường của chúng ta, thì những cái đường liền nó sẽ là thể hiện cho đường cấp nước lạnh. Còn những cái đường mà gạch mà đứt khúc một chút xíu thì đây là những cái đường sẽ liên quan đến đường cấp nước nóng ha. Và thông thường những ngôi nhà có mắt hôn thiết kế thì chúng tôi đều ưu tiên quý vị nên sự lựa chọn thái dương năng, là một cái máy nước cấp nước nóng năng lượng mặt trời, để chúng ta lấy nước nóng mà chúng ta không có bị gọi là tốn tiền điện mỗi tháng. Và ngoài ra ở trong nhà vệ sinh quý vị thấy có chữ WH ở đây ký hiệu cho cái gì? Đây là chính là cái máy nước nóng lạnh của ngôi nhà của anh Hùng nhé. Sau đây, Nhật An xin giới thiệu đến quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mắc hôn cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là Nhật An vừa review xong quý vị về ngôi nhà của anh Hùng ở Lâm Đồng, một căn nhà phải nói là rất đẹp mắt đúng không nào? Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà của anh Hùng và mong muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn và những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Và cuối cùng thì Nhật An một lần nữa xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào, tạm biệt.